Hi, hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Mày vừa xem bóng đá xong anh em ơi. Xem Tây Ban Nha với cả Argentina vô địch. Ôi giời ơi. Beautiful games, beautiful players. Chút bùng nổ à? Có gì thì mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau chuyện thua nhé. Ok, bye bye. A few moments later. Anh em, để mình sau chuyện thua mình đang có những bạn như thế này. Đấy, 8 máu à? Anh em không ai đến chuỗi thua à? Lên luôn được anh em ơi. Đấy, thêm một tướng một cái tỷ lệ ra thưởng 3 vàng tí. Bây giờ ra thưởng 4 vàng nữa. Đại pháp sư. Nhưng có gặp đại hay nghiêng về đánh hắc ám hơn. Shall I compare thee to a summer's day? Pháo thủ giữ của bạn lại thôi nhé. Rat. Nhưng bắt buộc phải có hai bạn này mới đủ Noman. Đủ in. Sao đổ chữ thua xấu ấy nhỉ? Đổ chữ thua như thế bị quá đáng luôn. Một tí mana nào. Mang từ giờ không đánh chữ thua nữa nhỉ? Con này về đi. Thì đánh đất đi. Đánh te cũng được. Này bóng này bóng này bóng. Rat 2. Lấy tu len về. Lên bóng này bóng. Ôi ôi. Trong các bạn ấy có vẻ nhiều sách cánh các thứ này thì ui đồ đẹp hết. Đáng ra bạn ấy sẽ đánh thú anh em ơi. Bạn ấy sẽ cho em thú mà đánh thì sẽ chừa lại hắc ám của mình. Mong là vậy. Hopefully so. Có ấy nhỉ. Trợ thủ cũng giữ lại nhé, để phòng mình cần đánh trợ thủ. Này chắc không cần. À, nguyên tố đầu game ok hơn hả? À, nhưng mà còn đang đấu sĩ 2 nhỉ? Sĩ 2 ok ta. Đấu sĩ 2, nó kích thêm 2 đấu sĩ cho 2 con 2 bên anh em. Tao xin đôi nào anh. Chậm quá.
vẫn đang cố hết sức để ngắt cắt cái chuỗi thua rồi thôi, nhưng mà nhìn chậm cũng chưa ngắt được rồi. Xin okay. Thua xấu thế, đồ cũng xấu nữa. Nó không phải đồ, đồ xấu mà đồ kiểu đẹp như mình nghĩ. Đâu, đau man. Nên là tạm thời thế này đã. Này sẽ bán tạm đi nhá. Arduino này phải là bán tạm. Rồi, AT xây hết rồi anh em ơi. Đấy. Ok, may quá. Bắt tôi nhảy được cuối. Ui, tầm này ra ra thú à? Ủa, không nghỉ bạn tôi. Này bạn ra thú à? Thú bây giờ mà lấy thú thì không ai đánh thú mấy nhỉ? À không, cũng có này, cung này, bên này đánh nha. Không nhiều người đánh thú đâu anh em ơi, còn đánh hắc ám kỳ nhỉ, toàn sách thánh mà đánh hắc ám nhỉ, mấy đánh thú. Mong quả này ra quả mana đã thì bỏ thú đi luôn, cũng không đánh thú đại. Giáp hồn mệnh, nhưng mà giáp hồn mệnh cũng ok nhỉ. Truy hồn ha. Truy hồn ha. Voi. Này vào đây. Thú bán luôn. Thú thì cứ chắc là giữ lại thêm một chút nữa đi. Cái này rát đi. Đấm đau thế. Con lo mình chết sớm quá anh em. Lo mình bắt tơ xuống nó dí ha, sát thủ xuống nó dí. Nó chết nhanh lắm. Cầm đao. Nào, xin một đồ mana nào để đánh nào. Trời ơi. Ê, thôi không cho rồi. Quyết không cho rồi. Ai truy hồn đi. Bình tĩnh đã nhé. Bây giờ không cho được con quét vào nữa anh em ơi. Bỏ con quét ra thôi. Chứ hết con rồng nó thổi chậm một giây. Dở nhè, trận này cái gì cũng dở nhè. Oh no. Oh no, what should I do? Đang xoay hạ, xoay ăn thú rồi đây anh em. Tố này.
the door. Do you feel the threat? Get eat or get eaten. Giữ bán thần lại nhé, để phòng ra một cái đồ nữa nó ngon ngon thì mình sẽ xoay lên bán thần. Ui gì đẹp, ui không đẹp lắm, thôi không sao đấy, tạm được. Rồng thổi, thổi đi. Một thổi thôi. Ok, thổi bay hai này. Đánh thường một phát này mình có giáp hồng mệnh. Ok, dính đốt rồi. Đánh thường phát nữa là chết. Ok. Ê, thêm con thú nữa nhé. Nhưng khả năng không xoay thú anh em ơi. Chúng ta không khả năng không cao xoay thú. Muốn xoay thú thì... khó nhỉ. Tại cá nhân mình cũng không thích xoay thú ở lúc này đâu. Mình đang muốn chờ một đồ 40 mana ấy cơ. Không xoay thú à, ôi giò ma tộc là ngồi cái chỗ này em cho dìu nữa. Đồng thời đẹp quá này. Thực ra quả đồ như này cũng chưa yên tâm lắm. Đồ nó xịn hơn như này một chút xíu. Đồ này hơi căng. Azenka cứ để đồ kia nhé. Dìu cho nó có tạm mình không cho ai. Ma lớp này thì chắc mình chờ nó mà ra một cái thẻ ma tộc thì mình có thể chơi kẹt với ma tộc kèm thôi. Nhưng mà cũng không ưu tiên lắm bởi vì hơi tốn mana em. Hơi tốn mana. Hay mình kẹp Vera nhỉ, kẹp Vera thì sẽ kịch được phù thủy. Cũng ok. Trong trường hợp không có đồ thì kẹp Vera có khi ok hơn bởi vì tầm này mới ra ngọc một cái ngọc đại anh em. Ôi, Illu này. Thôi bỏ ma lốc nhé, mình cũng ham hố được ma lốc rồi đâu. Nắm cái con Vera nhé. Ziu ấy nhiều tướng ấy. Ziu trước đi. Man mình thích sau. Vera 2. Chờ một chút nhé. Nếu mà quả này ra thẻ ma tộc thì mình lên Vera 2. Còn không thì thôi. Tăng sao 56 Illu. Bây giờ một cái đồ ngon này. Một cái đồ 40 mana phát mình cho Illu vào luôn đập lên 2. Chơi an toàn anh em ấy. Không mình chờ voi 3 đâu. Trách thường phát nhé, thường vẫn phát bên kia thôi. Ôi thổi cũng đẹp này. Con Yon 3 kia trông hơi căng. Không sao em, chắc không sao. Giờ mình quay sang bên đấy áp vườn. Ui bên kia toàn trâu thế. Bạn sẽ cao tìm một phát đẹp được không? Vẫn đốt được, đốt thêm con kia được, ok. Không quá tệ. Tầm này ra mong nhất là một cái đồ 40 mana em ấy. Rất là cần mana tầm này đó. Bán hai con này đi. Mà ra thẻ ma tộc thì... ui thôi xong rồi anh em ơi. Quả đồ này đúng là thách bạn làm nên rồi anh em ơi. Nó lại ra thú nữa. Nhưng hai này cũng bỏ được rồi. Ui nhưng mà game này khó đấy anh em ơi. Game này thực sự không biết làm gì luôn đấy. Trời ơi quá à. Thần cũng chưa ra, mình cũng chưa lắp được đồ kết. Chỉ hồn cứ cho nắp. Đáp ứng ưu tiên một phát này em. Bóng nguyên tố nó cũng khá là trâu hơn một tí. Đang cho này lên 9 rồi. 23 máu lên 9 không? Bán thần, tạm bán thần tầm này chưa cho vào được nhá. Tầm bán thần tầm này yếu nhớt. Chờ phôi 3 tiếp anh em ơi. Mình khác mà chờ phôi 3.
Máy quá con rồng 2 nữa. Zephira Thane nữa. Ờ, Thane 2 không? Đập con Thane 2 để vào chơi luôn thôi. Chứ vãi trận đấu này không? Đập con Thane 2 và chứ vãi trận đấu đó nha anh em nhé. Bên tố bỏ đi này. Anh kết Thane. Mình nghĩ là được. Mình nghĩ là Thane này sẽ chơi được. Rồng này thổi được luôn Thane cho đồ cho nó à. Cho đồ của nó đi. Mình nghĩ này uy tín hơn. Cần con Thane để nó gánh gánh team đã anh em ơi. Gánh vác Giang Sơn đi đã. Nó yên tâm đi đã. Được anh em ơi, vẫn gánh được. Trận này mình sẽ chơi Thane này, voi này, bán thần. Và kẹp thêm thêm gì nhỉ. Này cái bò bên tố này. Kẹp thêm von cát nữa nếu mà được. Mình thêm một tướng là mình thêm một con von cát, một con Illu nữa thôi. Nó đủ hai con. Vừa đủ. Chơi một thêm tạo nữa. Không, cuồng lắm rồi. Cuồng lắm rồi anh em ơi. Lo xuống đây xiên luôn. Nhưng mà xiên này chắc không chết mình đâu. Thêm cầm trên truy hồn nữa đi anh em ơi. Con thêm này cầm đủ hành chưa xịn đâu. Thêm cầm trên truy hồn nữa cho anh. Bùng nổ. Ok. Nacot này để nó chui xuống dưới nhá. Thêm bộ đẹp này. Đẹp đi, đẹp đi, đẹp đi. Ui dồi ôi, bộ đâu đây em ơi. Em bộ thế chết anh đây. Thủ lên thêm thôi. Vẫn bổ được, vẫn bổ được anh em ơi. May quá. May quá, may quá. Thêm cứu à. Thêm cứu à. À. Thêm thì bao nhiêu nhỉ? Xem lại thông số của nó nhé. Thêm thì là 25 mana. Kẹp cái kia là 50 cộng với 25 bán thần nữa là vừa đủ. 25 bán thần 40. Nếu mà có một đồ 40 mana nữa mà thừa thì mình sẽ đánh bom Thêm. À, ok vì Thêm ba đồ này cũng khá là xịn. Không thì thêm một đồ 40 mana nữa cho Illu. Illu hai đồ, Thêm cầm đồ kia một cái giáp phòng mệnh. Ngon. Ngon anh em. Thêm nữa thì bán thần thôi nhé. Rồng này đánh thường 2 phát cũng ok này. Ta sau khi đánh thường 1 phát thôi. Đúng không nhỉ? Thêm đồ này à, thêm một đồ tanh cho Thêm này, thêm đồ tanh cho Voi, thêm đồ này cho Nacot. Tạm thời là vậy. Và nó vẫn nhất quyết không ra mana anh em ơi. Không hiểu chút gì nhưng mà nó vẫn nhất quyết không ra mana cho mình. Voi mình thì một cái này cũng chưa chắc đã tanh được. Nắng thêm một bạn pháp sư vào đi. Không cần ba bán thần vội đâu. Chúng ta cần một phép màu gì đấy rồi, Lily đi. Đi tạm vào đi. Phép màu mang tên Liliana tạm đấy. Thêm vẫn đồ này à. Thêm phải cầm đồ này. Khác rồi. Cái này cho Nacot. Nacot phùng chém. Rồng đi. Nacot cầm giáp hộ mệnh rồi mới xuống nó. Hồi lại một lần. Hồi lại một chiêu. Này đứng lên trên một chút để nó tanh tanh đam khi nó ulti một phát. Thêm của này bổ luôn này nhưng mà dính truy hồn hộ mệnh. Tính Lily hôn nữa anh em ơi. Ôi tôi xong con Thêm mình rồi. Ôi khó quá. Khó quá anh em ơi. Đã có ulti một phát đẹp này. Ok vẫn sống được này. Ô chả hiểu sao trận này quả này mình thắng nhỉ. Ô sao quả này mình thắng nhỉ. Thật sự luôn ấy. Thêm còn chưa kịp chơi game. Thêm còn chưa kịp chơi game luôn anh em ơi. Hơi điêu nhưng mà cũng không hiểu cái gì. Con này bây giờ mình phải tập vả con Yon 3 kia anh em nhá. Mình gặp bạn nào mình gặp bạn Hoàng Chí mà. Kê kê. Chịu anh em ơi, nó nhất quyết không ra mana em mình. Đã thế mình chơi full truy hồn luôn anh em. Chơi đam chỉ bằng truy hồn thôi, đi đi. Kệ. Đi đu kệ. Von Cat à? Cần đấy, cần đấy, cần đấy, cần một chút. Nhưng mình sẽ cần một con ấy luôn. Cần một con Dirac luôn em. Dirac quan trọng hơn. Trung ra rồi. Chúng ta sẽ cho truy hồn tặng cho Von Cat đã nhá. Giáp của mệnh sẽ cho Von Cat nhá. Và cái này sẽ cho Nacot đi.
Ok. Lên bổ luôn, chết hết luôn. Ok. Con cắt xong vậy, nhảy một phát đẹp này. Quá đẹp. Ồ, vẫn sống anh em ơi, không hiểu vẫn sống kiểu gì nhưng mà chúng ta vẫn còn sống. Thế bướng cái mặt này thôi. Đi thì vẫn đang hơi muốn cho bạn Ilu này vào nếu mà có được thêm bộ 40 mana nhưng mà không thì thôi thì mình cứ giữ tạm Lily này để phòng cho vào voi chắc Lily 2 à cũng được ta hơi tốn tiền ta Ilu 2 voi thêm 3 chắc hơi khó nhắc tới không cho rồi. Ông kệ này bên này Yon 3 Hoàng Chí Flo hai góc này đổi nhá. Mình muốn thêm mình nó bổ vào con Yon luôn. Bổ thẳng mặt nó luôn. Thêm được gì lên nữa này. Giờ mình cầm truy hồn đi. Ui phải thêm bổ đẹp này. Dính truy hồn con kia cũng chết đấy. Bắn cao con kia cũng chết đấy. Hai thêm hai bổ. Ok hai bổ. Sao nó vẫn chưa chết vậy anh em? Ê chết rồi. Đây rồi. Football is coming home rồi. Football is coming home em ơi. Ê thề trận này không có tí mana nào luôn ý. Chưa hiểu mình gánh trận này kiểu gì đây. Chưa ai chết à? Anh em. Oh, Ilu bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha các bạn. Các bạn thực sự bình tĩnh nha. Sau pha này ta đã. Ilu, mình cho Lily đi. Tí nhẹ mọi nhẹ một tí Lily đi. Mình sẽ lấy con Ilu 2 bằng cách nào được. Bỏ pha này đi. Truy hồn cho Lilu, ai mà Ilu không có đâu. Còn một vàng nữa. Vẫn mong chờ một pha có 40 mana anh em ơi. Vẫn mong chờ một pha 40 mana của mình đây. Mặc dù con thề trên gánh quá, thay thề trận này cứu mình nhiều quá. Đứng truy hồn rồi kìa, đứng truy hồn hết rồi kìa. Đứng rất nhiều truy hồn rồi kìa. Ôi nó đừng. Đừng bạn ơi, sao bạn không. Bạn ơi. Bạn đặt thế bạn ơi. Khó rồi, chẳng hạn đỉnh ngưỡng rồi anh em cũng chỉ đến được đây. Đừng, không đi xa hơn được nữa. Để bỏ voi đi không nhỉ? Bỏ voi đi. Hơi run. Dòng thì cứ cầm truy hồn đi để nó khạc. Idu của nắng bắt đầu phải cầm truy hồn rồi. Này hoành thường mới phát được. Thôi cứ để phù thủy tạm này nè nhá. Nếu mà chưa có đồ. Đây nốt pha này không có đồ nữa thì thì thực sự là mình sẽ bán nốt con này đi. Cứ để làm gì nhỉ, mình lên được con cắt 2 rồi chứ lên được con cắt 2 thôi. Không còn không làm gì nhiều nữa. Chứ bây giờ cần nhất là đầu bố lên mana kia. Ồ, nó sẽ tăng slot tướng à. Còn một pha nữa đúng không? Đã chơi tạm này. Bán hết tạm này đi. Đã sẽ mua tướng về. Okay. Sẽ bán quỷ đi để mua con cát 2 nhé. Kết tạm thời thế này thôi. Tên bộ đẹp nào. Ok đẹp nha. Lily ăn truy hồn nha. Không cắt nào đâu. Malok mày điên quá. Malok đừng điên nữa bạn ơi. Bạn đừng điên nữa. Khả năng là chúng ta sẽ kết thúc trận đấu ở đây bây giờ. Ôi chưa kết thúc được. Football chưa về nhà đâu. Ilu thì hai phát anh em ơi, chúng ta phải cho đồ Ilu thôi.
Ibu gánh qua, trông nó đánh thường như thế là gánh qua. Lực qua, đánh được lực qua anh em ơi. Chết thua. Chết thua được. Cho nó thêm gặp đại nhỉ. Ây rồi, mãi nó mới ra. Em ơi, chơi đến 15 năm rồi. Chơi game được 15 năm rồi anh em ơi. Con này đánh cẩn thận nhé. Rồi, cái con thên này cầm muốn cầm đồ gì cho nó một cái này cái kết này. Tăng. Rồi, hết cảnh em ơi. Này, hết cảnh rồi. Không còn gì mà nuối tiếc nữa rồi. Thên bên dưới. Đây nó bổ phát vỡ mật. Ok, không bổ được con Yon nhưng mà thôi không sao, bổ bên này được. Ui, nó vẫn bổ được con Yon anh em ơi. 10 điểm cho em Thên, trời ơi. Em gánh trận này quá em Thên ơi. Ui, ôi, em gánh trận này quá em Thên ơi. Ôi. Ôi, ôi. Ai à, không ngờ con sức mạnh con thế nó lại kinh dị thế đấy anh em. Nó cái quả hay kết truy hồn nó vả điên quá. Chưa ai đi à? À đâu à? Chắc một bạn đi rồi. Thêm con cắt cho anh em đỡ phải lấy nhá. Lo này xuống bắt đáy em không? Cho nó thổi vào con cắt đi. Thổi cho con cắt này từng cái góc này. Con cắt tay góc đấy, con này choi à? Rén đằng này sẽ đứng sang góc bên này đi. Ok, Yon Yon này thẳng mặt con thê này anh em ơi. Ta không được để với xảy ra, ta phải cho con Yon này ra chỗ bắn ra con khác, bắn ra con này chẳng hạn đó, ví dụ như thế này chẳng hạn. Thê này vẫn dính đam à? Chết rồi, mất con Thên rồi anh em ơi. Chết rồi, gặp bạn này nó lại khó rồi. À đấy mình nghĩ là gặp bạn Yon cơ. Chém nó bạn này, chém nó bạn. Ui. Đi rồi. Ui, pha đấy mình. Không, pha đấy mình nghĩ gặp bạn Yon thật. Không ngờ gặp bạn này. Tiếc quá. Thứ nhất là con voi mình nó không kịp ulti. Quả đấy con Teo mới được chọn hai target cơ. Nó được chọn một là bắn là con gì mình để ở đấy nhỉ? Grok. Hoặc hai là bắn là con Thên, xong rồi nó chọn bắn là con Thên. Ui, bạn này giống tuổi đẹp thế. Ui, bạn này tưởng ngon này. Nó là chịu. Ui nhưng mà tiếc quá anh em ơi. Em đấy từ cái lúc mà mình đập con lên con Thên hai mình dãy lâu phết rồi. Dãy lâu lắm rồi. Không, em quả đấy mà mình gặp Yon nhá. Con là mình đúng như ý cái gì mình toán luôn ấy. Kiểu Yon sẽ bắn nó kia này. Thên nó sẽ có thời gian mà nó ăn đam tí rồi nó sẽ bụp đó, bụp phát. Có anh em ơi, phim mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh thích kênh này hãy like, subscribe và comment xuống bên dưới những cái góp ý phát để giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.